Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới Poonwasan-331 từ tàu ngầm dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un. Tờ Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin, tên lửa hành trình chiến lược Poonwasan-331 được phóng từ một tàu ngầm ngày 28 tháng 1, bay trong hơn 2 giờ rồi đánh trúng các mục tiêu định sẵn trên một hòn đảo ở biển Nhật Bản. Ngoài thời gian bay, Triều Tiên không công bố thêm thông số của Pulwansan 331, lãnh đạo Kim Jong Un giám sát vụ phóng và gọi đây là cuộc thử nghiệm thành công, có ý nghĩa chiến lược đáng kể trong việc thực hiện kế hoạch hiện đại hóa quân đội, xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, ông Kim Jong Un còn kiểm tra quá trình chế tạo một tàu ngầm hạt nhân và trao đổi các vấn đề liên quan việc sản xuất các tàu chiến mới. Trước đó, ngày 28 tháng 1 Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra khỏi bờ biển phía đông nước này. Hàn Quốc không nêu rõ có bao nhiêu tên lửa được phóng, nhưng cho biết đã tăng cường giám sát, cảnh giác và đang làm việc với Mỹ để phân tích vụ phóng mới nhất này. Hôm 24 tháng 1, Triều Tiên cho biết, nước này thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược mới có tên Pulwansan 331. Tên lửa này đang trong quá trình phát triển và cuộc thử nghiệm này cũng là một phần trong quá trình cập nhật hệ thống vũ khí của nước này. Báo Triều Tiên KCNA nhấn mạnh Vụ thử nghiệm tên lửa không liên quan đến tình hình khu vực, không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik lên án vụ phóng này của Triều Tiên, cho rằng đó là mối đe dọa nghiêm trọng. Triều Tiên cũng phóng thử tên lửa siêu thanh tầm trung nhiên liệu rắn vào ngày 14 tháng 1, vụ phóng nhằm mục đích kiểm tra độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn nhiều giai đoạn, lực đẩy cao mới và đầu đạn điều khiển cơ động siêu thanh tầm trung. Tên lửa hành trình của Triều Tiên thường ít được quan tâm hơn tên lửa đạn đạo vì nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không đề cập rõ đến việc cấm loại tên lửa này của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm trung cũng là mối đe dọa không kém gì tên lửa đạn đạo. Tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể được trang bị đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân, được coi là gây bất ổn đặc biệt trong trường hợp xảy ra xung đột vì không rõ chúng mang theo loại đầu đạn nào. Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước để đáp trả cuộc tập trận chung của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, các quan chức ở Washington và Seoul cho biết chưa nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng có ý định thực hiện hành động quân sự. Dù vậy, các quan chức và nhà phân tích cho biết Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục hoặc thậm chí gia tăng các bước thách thức sau khi nước này đạt được những bước tiến trong việc phát triển tên lửa đạn đạo. Sau gần 2 năm giao tranh chiến hào liên miên đã đẩy quân đội Ukraine đến bờ vực kiệt sức, quân đội nước này đang phải vật lộn để tìm kiếm lực lượng cho các mặt trận. Trái với làn sóng tình nguyện đổ về chiến trường khi xung đột mới nổ ra, Vadim, một thành viên 31 tuổi của lữ đoàn cho biết, thật khó khăn nhưng chúng tôi đang cố gắng cầm cự, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù Ukraine vẫn giữ bí mật về tổn thất của mình, nhưng ước tính mới nhất của Mỹ được New York Times công bố vào tháng 8 năm 2023 cho thấy số người thiệt mạng là gần 70.000 người và số người bị thương lên đến 120.000 người. Vào tháng 9 năm 2022, Ukraine tuyên bố đã giành lại từ Nga thị trấn Kupiansk và khu vực Kharkov xung quanh trong một cuộc tấn công chớp nhoáng. Tuy nhiên, kể từ mùa hè năm 2023, quân đội Nga lại tấn công vào đây, song chưa đạt được tiến triển lớn nào. Vadim nói, họ đang liên tục tiến hành các cuộc tấn công và tiến công. Người này cho biết, nếu như năm đầu họ đã vượt qua cuộc xung đột mà không e sợ bất kỳ điều gì, thì hiện nay quân đội Ukraine đã mệt mỏi. Binh lính Ukraine nói, bởi vì hai năm rồi, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo hồi tháng 12 năm 2023 rằng quân đội muốn huy động nửa triệu binh lính để chiến đấu với khoảng 600.000 lính Nga được triển khai ở Ukraine. Tuy nhiên, đầu tháng này, Quốc hội Ukraine đã từ chối thảo luận về dự luật gây tranh cãi nhằm huy động thêm binh lính giữa bối cảnh đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ công chúng và các nghị sĩ. Đối với một đội quân đang gặp khó khăn trong việc bổ sung quân đội, chưa nói đến việc rút bớt binh lính trên tiền tuyến đã phục vụ trong thời gian dài, thì đây là một đòn đầu. Vadim nói giữa bối cảnh Ukraine hiện đang phải đối mặt với áp lực mới từ Nga trên khắp mặt trận phía đông. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn xuất ngũ nhưng điều này rất khó khăn. Tôi đã không gặp gia đình mình suốt 6 tháng. Sau một năm giao tranh mà hai bên gần như không đạt được thành quả đáng kể về lãnh thổ, Nga đang tăng cường lực lượng và tấn công dồn dập vào các vị trí của Ukraine. Oleksandr, một binh lính Ukraine 20 tuổi cho biết, cường độ tấn công nhắm vào chúng tôi hiện khá cao và có nhiều người bị thương hơn so với dự đoán. Trong khi đó, theo Vadim, kể từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột, chúng tôi hầu như luôn ở tuyến đầu. Các binh lính đều đã mệt mỏi, họ không thể chịu đựng được nữa cả về thể chất và tinh thần. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho rằng Ukraine quá yếu để tiến hành một cuộc phản công khác nhắm vào Nga trong năm nay và Kiev nên tập trung vào phòng thủ. Các nguồn tin trong Nhà Trắng nhận định với Washington Post rằng cuộc phản công thất bại năm ngoái đã khiến Ukraine kiệt sức và đang định hình các kế hoạch quân sự cho năm 2024. Một quan chức cấp cao giấu tên cho biết, rõ ràng là họ sẽ khó có thể đánh lớn trên tất cả các mặt trận, điều mà họ cố gắng thực hiện vào năm ngoái. Sự dịch chuyển chiến thuật diễn ra giữa bối cảnh Tổng thống Joe Biden vẫn chật vật thuyết phục Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. NATO đã dồn nguồn lực khổng lồ cho cuộc phản công của Kiev vào năm ngoái, nhưng Ukraine chỉ đạt được kết quả hạn chế bởi các bãi mìn dày đặc, chiến hào phức tạp và ưu thế trên không áp đảo của Nga. Mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine vẫn ở thế tiên phong, nhưng các binh lính Ukraine dọc chiến tuyến phía đông ở Donbass đã và đang chuẩn bị cho các vị trí phòng thủ, lắp đặt bẫy xe tăng và mìn cũng như củng cố hệ thống chiến hào. Các nhà phân tích phương Tây đã miêu tả kế hoạch này là một phần của chiến lược củng cố, xây dựng và tấn công nhằm câu giờ để Ukraine tiếp tục cuộc tấn công vào năm 2025. Dù vậy, các nhà phân tích Michael Kaufman, Rob Lee và Dara Masikot nhận định trên trang War on the Rocks, nếu năm nay được tận dụng một cách khôn ngoan, các vấn đề cốt lõi được giải quyết và những bài học đúng đắn được rút ra từ cuộc tấn công năm 2023 Ukraine có thể thực hiện thêm một cuộc tấn công nữa nhằm gây thất bại nặng nề cho các lực lượng của Nga. Tư lệnh Hải quân Ukraine Olesi Nezapapa nói với Sky News rằng tình hình cuộc xung đột sẽ rất khác nếu các đồng minh không đưa ra những hạn chế đối với Kiev trong việc sử dụng vũ khí phương Tây. Sky News đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 27 tháng 1, Phó Đô đốc Nezapapa ra tín hiệu rằng Kiev sẽ có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga nhanh hơn nếu được phép bắn vũ khí của phương Tây vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Sky News dẫn lời ông Nespapa nói, chúng tôi phải có khả năng để đảm bảo rằng Nga sẽ từ bỏ vĩnh viễn suy nghĩ tiến về phía Ukraine, kể cả trên biển. Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine rất nhiều trong cuộc đối đầu với Nga, nhưng lại thiếu quyết đoán vào những thời khắc có thể giúp Ukraine lật ngược thế cờ. Khi Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và hầu hết các nước châu Âu đều không tin tưởng Ukraine sẽ trụ vững trước các đợt tấn công vũ bão của người Nga khi ấy. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA William Burns thậm chí đã phải bay tới Kiev để cảnh báo rằng bản thân ban lãnh đạo Ukraine có thể bị tấn công trực tiếp. Mỹ cũng đã đóng cửa đại sứ quán của mình tại Kiev ngay trước cuộc tấn công quân sự này. Mỹ khi đó chỉ cấp cho Ukraine khoảng 90 quả tên lửa chống tăng Javelin, nhưng chất lượng của chúng không được tốt cho lắm. Thủ tướng Anh khi ấy cũng bất chấp các phản đối trong nội bộ để cấp cho Ukraine khoảng 2.000 quả tên lửa chống tăng NLAVK. nhưng số vũ khí này chỉ thích hợp cho chiến tranh du kích chứ không phải là chiến tranh quy ước. Khi ấy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzny đã giữ bí mật được kế hoạch tác chiến của Ukraine, không chỉ trước người Nga mà còn cả trước các nước phương Tây. Ngay cả nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky cũng không biết kế hoạch đó của tướng Zaluzny. Một quan chức lầu năm góc sau đó cho biết, ban đầu Mỹ bi quan về khả năng phòng thủ của Ukraine vì phía Ukraine không chia sẻ với họ kế hoạch thực sự của mình. Những gì họ chia sẻ chỉ là những hoạt động đánh lửa quân sự. Lúc đó, chính quyền các nước phương Tây ngỡ ngàng về tốc độ tiến quân nhanh của Nga và luôn cẩn trọng với lời cảnh báo của Tổng thống Putin rằng phương Tây chớ can thiệp vào Ukraine. Thủ tướng Anh Johnson thậm chí còn gọi điện cho Tổng thống Zelensky đề nghị thu xếp cho ông chạy trốn với kịch bản lập chính phủ Ukraine lưu vong ở London, tương tự như Ba Lan từng làm khi Đức Quốc xã xua quân vào Ba Lan năm 1939. Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu chiến dịch tiến công Ukraine, Nga hứng chịu một số tổn thất đáng kể. Nga khi đó có khoảng 100.000 quân nhân thiện chiến trên đất Ukraine và Tổng thống Putin chưa chủ trương huy động lực lượng dự bị động viên. Ở thời điểm đó, Ukraine đứng trước cơ hội tung đòn phản công quyết định. Nhưng để làm được điều này, Ukraine cần thêm khoảng 90 khẩu lựu pháo và lượng đạn cần thiết, theo tính toán của Tổng tư lệnh Zaludny. Thêm nữa, khi ấy giới cố vấn Mỹ cho rằng quân đội Ukraine chưa sẵn sàng cho việc tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn với sự phối hợp nhiều lữ đoàn. Do vậy, các chuyên gia này hối thúc Ukraine chỉ tổ chức tấn công ở mức khiêm tốn tại Kherson. Tổng tư lệnh Ukraine Zaludny bất đồng với cố vấn Mỹ. Ông lập luận, chúng tôi phải tấn công ở nơi cần thiết, chứ không phải ở nơi chúng tôi có khả năng. Sau đó, vì Mỹ chưa đồng ý và không viện trợ vũ khí đạn dược theo yêu cầu của Ukraine, chiến dịch của Ukraine tại Zaporizhia là bất khả thi. Ukraine chỉ tập trung vào Kharkov và Kherson. Khi tình hình bất lợi cho quân Nga, Tổng thống Putin đã khẩn trương triển khai sáp nhập vào Nga bốn tỉnh là Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, dù rằng Nga lúc đó chưa kiểm soát được hoàn toàn các địa phương này.